Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video của Đức Cùn TV trong đêm muộn ngày hôm nay. Tuy bây giờ đang rất là muộn rồi, nhưng mà hôm nay thì mình vẫn vừa mới trở về. Thì mình có review lại sản phẩm để cho tất cả mọi người cùng xem và chú ý. Và trong video ngày hôm nay có rất là nhiều sản phẩm giá rẻ. Và để ủng hộ cho video mình thì các bạn nhớ subscribe kênh, nhớ bấm vào quả chuông, đăng ký kênh Đức Cùn TV nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và chú ý lắng nghe video của Đức Cùn TV. Và trong video ngày hôm nay thì có một chiếc Note 8 giá rất là rẻ, giá dưới 3 triệu đồng. Tại sao vì nó giá rẻ như vậy? Thì đây, cây này nó bị đốm mực ở đây một tí, nhưng mà zin 100% nhá. Đó, máy zin nó hơi bị xấu xấu một tí. Note 8 này, giá này là giá 2.800.000. Sao tăng không 6 tăng. Bình thường như chiếc Note 8 này nó phải rơi hơn 4 triệu cơ, nhưng mà đây nó mua rẻ thì bán rẻ cho mọi người, 2.800.000 nhá. Cái này là bản VN nhá, bản FD đấy, túc này. Đó, cái này thì phải vứt bằng tay. Đó, nó bị đốm mực ở cái góc đây một tí nhá, nhưng không sao. Thưa anh em xem nó còn ok chưa. Đấy, vẽ lại một lần nữa. Đây là cây Note 8 giá 2.800.000 nhé. Ai cần chiếc này thì inbox cho mình, mua rẻ thì bán rẻ cho mọi người. Ok, đây là chiếc Note 8 đầu tiên trong buổi đêm muộn ngày hôm nay. Với chiếc Note 8 này thì Đức bán cho các bạn với giá là 2.800.000 nhé. Máy ngon. Đó, chiếc này thì chơi game thoải mái, anh em chơi game thoải mái nhá, bao đốm này luôn này. Đấy, không bị bốn đốm loang. Và chiếc này mua rẻ thì bán rẻ cho mọi người. Chiếc Note 8 này bán cho mọi người với giá là 2.800.000. 2.800.000 là những chiếc máy mà giá rất là hợp lý cho dành cho mọi người rồi nhá. Cũng không đắt không rẻ, nó cũng giá vừa vừa hợp lý. Vì những chiếc như này thì nó khoảng, nếu máy ngon nó khoảng gần 5 triệu đồng cơ. Đây có 2.800.000 thôi. Chiếc đầu tiên mình bán cho các bạn với giá là 2.800.000 nhé. Ok cho anh em, giá rất là ngon rồi, bổ độ rẻ. Và các bạn nhớ đăng ký subscribe kênh Đức Cùn TV nhé. Và mình có nhận sửa cả nhòe màn cho iPad Air 2 nhé, iPad Air 2 sửa cả nhòe màn nhé. Ok, cảm ơn. Đấy là chiếc đầu tiên. Chiếc thứ hai, một chiếc đặc biệt và siêu VIP luôn, chiếc 8 Plus. Mình có để trong shop file để cho mọi người xem đấy. 8 Plus bản BA quốc tế, 256GB, full max luôn của iPhone 8 Plus đúng không ạ? 8 Plus những chiếc như vậy là 256GB hầu như là không có trên thị trường, rất hiếm. Và chiếc này gần như là zin keng luôn các bạn nhé. Tình trạng pin này, pin chiếc này thì nó 80% gì đấy. Pin thì cũng rất là ok, pin 85%, 85% là nó là quá đỉnh và chất lượng rồi. 85% nó quá chất lượng rồi nhé mọi người nhé. 85% là quá chất lượng rồi. Đó, mọi người cần thì inbox cho mình. Pin là 85% nhé, 85% là quá đỉnh luôn. Màn đẹp, không xước gì mà lắm đâu, có mấy cái răm nhẹ tí à, nói chung gần như là keng luôn. Đó, mình có thể sau đây cho mọi người xem, nó rất là nét. Cam 1, cam 2 đó. Máy này là máy người dùng nhé mọi người nhé, yên tâm về iCloud các kiểu. iCloud đã thoát hết rồi, mọi người dùng thoải mái luôn. Đó, nên là ai cần chiếc 8 Plus này phải bán phiên bản đặc biệt nhé. 8 Plus này, chiếc này giá rất là cao, giá là 8.500.000, giá không hề rẻ nhé. 256GB, 8.500.000, 8.500.000 nhé. 8 Plus phiên bản đặc biệt 8.500.000 cực kỳ là cao. Ok, nếu ai mà đủ cảm thấy mà ok mà cần yêu chiếc zin như này thì inbox cho mình nhé. Đó, chiếc này thì khỏi miễn chê rồi, 256GB mà, 256GB đây, 256GB thì khỏi phải miễn bản rồi. Ok, BA là bản Anh đấy. Ok, đây BA đây. Ok, đó là chiếc máy rất là tuyệt vời để dành cho mọi người. Chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung. Chiếc này thì mình để nó hết pin rồi. Thì chiếc này với giá 2 triệu đồng, RAM 4 bộ nhớ 64 thì đó, RAM 4 thì phải. Chắc chắn là RAM 4 bộ nhớ 64. Giá 2 triệu đồng. Một chiếc Samsung S6 giá 1 triệu 3. Bên gì màn zin nhá. Đó, chiếc này thay pin rồi, thay pin dùng ok cho mọi người. Một chiếc 7 Plus này Đức bán rẻ thôi, giá 5 triệu 2. 7 Plus giá 5 triệu 2 nhé. Ok, giá cuối cùng của ngày hôm nay mình có giá 5 triệu 2 nhé. Từ ngày mai là không còn giá 5 triệu 2 nhé mọi người nhé. Mọi người để ý nhé, 5 triệu 2 nhé. 5 triệu 2 là giá gần như là sale nốt trong ngày hôm nay. Đấy, còn ngày mai không có, hàng thì đang lên giá. Ok, 5 triệu 2. Bản 13, bản 32GB nhé, iOS 13 S13 nhé mọi người nhé. Máy rất là ngon nhé, iOS 13 nhé anh em nhé. Dùng rất là ok và mượt mà. Một chiếc tiếp theo, chiếc này là 5 triệu 2 nữa. Thì mọi người cần thì inbox sớm, 5 triệu 2 nhé, inbox sớm 5 triệu 2 nhé mọi người nhé. Cần thì phải inbox sớm thì mới có. Ok, mấy chiếc này đây. Một chiếc tiếp theo là 7 Plus này là 8 Plus 7 triệu 3 nhé mọi người nhé. Mọi người cần chiếc này thì inbox cho mình. 7 triệu 3 là quá tuyệt vời rồi, dành cho mọi người. Dùng rất là ok, ngon, zin đẹp nhá. Mọi người cần thì inbox sớm cho mình nhé. 7 triệu 300k nhé. Một chiếc máy rất là tuyệt vời dành cho mọi người. Ngon, zin, đẹp. Là những chiếc máy rất là ngon, bộ rẻ và hướng dẫn dành cho mọi người dùng nhá. 7 Plus giá 7 triệu 3. 7 triệu 3 nhé mọi người nhé. Mọi người cần thì inbox sớm cho em để đặt hàng. Một chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc S Plus 32GB. Giá vỏ xấu nhé, vỏ hơi xấu một xíu nhé. Bán cho các bạn với giá 3 triệu 500k. Đây, vỏ hơi xấu đi. Giới thiệu này, bản VN nhé. Bản VN thì miễn chê rồi. S Plus bản 32GB là bản VN. S Plus 32GB là bản VN nhé mọi người nhé. Bản VN là những chiếc máy mà nó rất là chất lượng và dùng rất là ngon, bộ rẻ. VN mà, VN thì không thể chê vào đâu được. VN là những chiếc máy rất là ngon. Chung giới thiệu 32GB. Camera đó. Wow, nét không? 32GB nhá. Đó, đẹp không anh em? Đó, S Plus 32GB nhá. Ok. Ok cho anh em rồi. Ok, máy rất là đẹp nhá. Ok anh em cần. Đấy, chiếc này thì bán cho mọi người với giá là 3 triệu 500k. VN, bản VN vỏ nó hơi phẩy phẩy một tí là ngon này. Ok anh em, 3 triệu 500k nhá. Chiếc tiếp theo đó là một chiếc iPad Mini 2. Bán cho mọi người với giá là gần 3 triệu đồng, 2 triệu 8 thôi. Mini 2 2 triệu 8 nhé, đang hết pin. Tí nữa sâu tiếp cho anh em. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Redmi 1 triệu 700k. Ai cần đi inbox Redmi 1 triệu 700k nhé anh em nhé. Redmi giá 1 triệu 700k. Giá rất là hợp lý. Đó, một chiếc Mi này nữa 2.500k, Mi 2.500k nhá. Một chiếc này là một chiếc Oppo, giá cho mọi người với giá là 1.500k, 1.500k nhé. Oppo giá 1.500k nhé. Nó tình trạng làm sao thì mọi người inbox thì mới hiểu được. 1.500k mọi người nhé. Một chiếc Oppo giá 800k, Oppo giá 800k nhé. Oppo này giá 800k mọi người nhé. Mọi người cần thì inbox sớm cho Đức. Oppo giá 800k thôi, giá rất là rẻ, nghe gọi thì ok. Giá 800k thành lý cho mọi người. Một chiếc Oppo này là Oppo F9, máy đẹp keng, giá 2.800k. Oppo đẹp keng nhá, giá 2.800k, RAM 4 bộ nhớ 64. Máy đẹp keng nhá mọi người nhá. Đẹp keng nên không có gì để mà chê cả. Đó, đẹp keng luôn. Đẹp keng là thứ mà máy rất là ngon, bộ rẻ, RAM 4 bộ nhớ 64 này. RAM 4 nhá, bộ nhớ 64 nhá. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64. Giá 2.800. Máy đẹp keng luôn, 99%. Một chiếc Samsung giá 900k, mọi người đặt nhanh 900k nhé, ưu đãi trong ngày hôm nay, flashback đây. Và một chiếc Samsung main zin, màn zin, màn này là màn AMOLED nhé, hôm nay bán cho mọi người với giá là 1.200k. Rồi một chiếc gần như đấy, đây chiếc này là một chiếc Samsung, chiếc Redmi, một chiếc nữa là Redmi Note 5 nhé. Redmi Note 5 này thì bán rất là rẻ cho mọi người. Redmi Note 5 này bán trong RAM 3 bộ nhớ 32 này, tất cả thông số này, RAM 3GB bộ nhớ 32GB nhá. Chiếc này Đức bán cho mọi người với giá là 1.600k nhá, 1.600k nhá. Máy đẹp 1.600k, main zin màn zin, máy đẹp. Đó, ok, 1.600k nhá, ai cần thì inbox. 1.600k. Đó, giá rất là ok. Đó, 1.600k nhé, ai cần thì inbox cho mình. Đó, cần thì inbox sớm cho mình nhé. 1.600k, ai cần thì inbox sớm. Đây, một chiếc tiếp theo nữa là một chiếc iPad. iPad này là iPad Air 2. Chiếc này là để đời với Đức luôn. Chiếc này thì Đức đang dùng. Nói chung là chiếc này hỗ trợ với Đức rất là nhiều. Nó giúp mình dùng rất là nhiều lần này. Đó. Chiếc này lâu lâu không dùng rồi. Đó, sâu lâu không dùng đấy. Chúng tôi thường thấy một số lần đăng nhập từ thiết bị của bạn không sử dụng, vui lòng xem lại. Nó thông báo rất là kỹ luôn. Nói, ôi, nó thông báo rất là kỹ nhé. Đó, ôi, hay quá. Đó, đó là đây là Facebook của Đức nhá. Wow, anh em thấy đẹp không? Wow, anh em ủng hộ Đức nhá. Nào nhìn này, hiện tại là 3.368 lượt theo dõi. Lượt theo dõi. Đăng ký vào shop 2 nhé, để chia sẻ một tí. Thêm vào cái đâu nhé. Đấy, ok, mọi người biết sử dụng Facebook không? Facebook này nó có rất là nhiều thứ, mọi người muốn xem thì hôm nào mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn. Mình đang có 7 trang Facebook nhé. Đó, thì mình sẽ đợt tới mình sẽ làm nhiều hơn mọi thứ qua trên trang cá nhân. Đó, sử dụng iPad nó là một cái rất là tiện lợi. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá 5.700k. Ai cần chiếc này thì inbox cho mình nhé, giá 5.700k, iPad Air 2. Và chiếc này main zin màn zin 100%, chưa sửa chữa gì, mới chỉ tháo màn ra để kiểm tra thôi. Giá 5.700k, giá rất là hợp lý đối với mọi người. Ok, ok 5.700k nhé mọi người nhé. giá nó hợp lý. Đây, YouTube của Đức đây, cũng chẳng có gì để mà giấu giếm với mọi người. Đấy, kênh của mình hiện tại thoát ra rồi. Đó, 24.400 người theo dõi. Ok. Đó rất là điều tuyệt vời. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ mình rất nhiều. Hôm trước mình đi Hạ Long cách đây 5 ngày. Nói chung là đấy là hôm gần về rồi. Cảm ơn rất là mọi người. Đó. Các bạn cũng cần phải có một chiếc iPad để học hành. Kiểu gì các bạn cũng phải có iPad hoặc MacBook. Chiếc này là giá 5.7 triệu nhá. Zin 100% nhá. Mình mới chỉ mở máy ra để kiểm tra thôi. Mọi người cần chiếc tham khảo về như thế nào thì inbox cho mình. Mình sẽ nói thêm cho các bạn. Ok anh em. Và mai mình sẽ chỉ cho các bạn khám phá một chiếc iPad để làm sao mở ra để kiểm tra. Đó. Ok. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 5.700k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay thì mình về một loạt A50S. Hôm nay về 8 cây. Nên là mọi người có thể xem nhé. Máy mới tinh nhé. Ok anh em. A50S. Máy thì A50S thì không phải nghĩ. Hộp sạc đầy đủ bao gồm. Và đang hết pin rồi thì mai mình sẽ sạc lên cho các bạn xem. Đó. Và mình về nhiều quá, cũng đẩy đi về mấy chục cây để đi hết à. Đợt trước thì về nhiều iPhone, đợt này thì lại về Samsung. Đây màn zin 100%, chưa động chạm gì. Ngày hôm nay Flashback Day riêng Samsung A50 giảm giá sốc tất cả là giá 4 triệu tròn nhé, 4 triệu đồng nhé. Riêng ngày hôm nay giảm giá 4 triệu đồng. Tất cả các mặt hàng về Samsung A50s giảm giá 4 triệu đồng đập hộp luôn. Chưa sử dụng bao giờ nhé. A50s giảm giá còn 4 triệu đồng duy nhất trong một ngày. Và các bạn phải qua lấy hoặc các bạn phải chuyển khoản thì mình mới ship máy cho các bạn. Giá 4 triệu đồng nhé. Ai cần thì inbox. Flashback Day giá 4 triệu đồng. Samsung A50s 10 chiếc đẹp như nhau cả 10. Đó. Máy rất là ngon và đẹp. Anh em cần thì inbox sớm cho mình. Đó. Đó, cũng gần hết pin rồi. Máy chưa qua sử dụng nhé các bạn nhé. Đó, A50S này. Đó, các bạn cần thì mình sẽ mở cho các bạn xem. Đó, A50S. Máy rất là đẹp, đẹp căng luôn anh em. Chưa sửa chữa gì và chưa động chạm gì. Giá rất là ngon. A50S đó, các bạn nhìn thấy không? Máy rất là ok. Đó, các bạn cần thì inbox cho mình đấy. Máy rất là đẹp keng nhé. Máy chưa sửa chữa gì, chưa động chạm gì. Đó, mọi người cần thì inbox đấy, vẫn đang khởi động này, nó gần như là hết pin. Với A50S này giảm giá đúng trong ngày hôm nay và ngày mai là giá 4 triệu đồng nhé. Giảm giá tất cả cho mọi người, quý khách thân yêu của Đức Cùn TV. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Đức Cùn TV trong suốt thời gian vừa qua. Chỉ cần các bạn mua 4 triệu là các bạn đã được mua một chiếc máy đập hộp mới tinh rồi. Yêu quý chưa? Đấy, nó thích giờ chỗ đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ủng hộ Đức Cùn TV trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn và các bạn đã theo dõi và lắng nghe Đức Cùn TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau. Các bạn cần sản phẩm nào ưng ý thì các bạn cứ đặt cọc và inbox với Đức nhé. Thì Đức sẽ lên đơn giúp cho mọi người. Đấy, các bạn nhìn thấy là thích rồi đúng không ạ? A50S nó nhìn thấy rồi. Đây chiếc Vsmart hình cuối cùng đây giá 1.7 triệu này. Mọi người cần thì inbox sớm. Đó, A50S đẹp như này rồi. Đó, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.